Ngày 1 tháng 8, Lầu Năm Góc cho biết Triều Tiên đã phản hồi Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc về trường hợp một binh sĩ Mỹ vượt biên từ Hàn Quốc sang nước này hồi tháng trước. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, chuẩn tướng Patrick Ryder xác nhận rằng Triều Tiên đã đưa ra phản hồi nhưng hiện chưa có tiến triển đáng kể nào để công bố. Theo ông Ryder, Triều Tiên chỉ nói rằng họ đã tiếp nhận yêu cầu của Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc về việc cung cấp thông tin của binh nhì Travis King, nhưng Bình Nhưỡng đã không cung cấp thông tin chi tiết. Travis King vượt biên sang Triều Tiên vào ngày 18 tháng 7 khi đang tham quan khu phi quân sự DMZ. Theo tài liệu của tòa án, King đối mặt với hai cáo buộc về hành hung tại Hàn Quốc và đã nhận tội về một trường hợp hành hung và hủy hoại tài sản công. Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết King sẽ phải đối mặt với kỷ luật quân sự khi trở về Texas, Mỹ. Giới chức Mỹ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về số phận của binh sĩ này tại Triều Tiên. Quân đội Mỹ lưu ý về trường hợp của Otto Warmbier, sinh viên Mỹ bị giam ở Triều Tiên trong 17 tháng và qua đời khi đang hôn mê không lâu sau khi trở về Mỹ vào năm 2017.